Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì nhân dịp Tết đến này, ngoài mứt ra thì mình có thể làm thêm những món bánh như vậy ăn rất là ngon. Và đặc biệt hôm nay mình chia sẻ đó là món bánh nhúng hay còn gọi là bánh tổ ong. Thì bánh này rất là giòn, ngon và có cái vị béo, vị ngọt rất là vừa ăn. Bánh vừa đẹp mắt vừa ngon miệng, mình muốn chia sẻ đến cho các bạn nha. Nếu các bạn yêu thích thì có thể cùng mình làm cho gia đình thưởng thức. Còn video này các bạn thấy hay thì cũng đừng quên đăng ký kênh, bấm chuông để tiếp tục theo dõi mình nha. Mình chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ không để các bạn chờ lâu, mình cùng nhau làm bánh nha các bạn. Thì đầu tiên là mình chuẩn bị nguyên liệu mình cần làm, đó là 3 quả trứng gà, 50g bột mì, 50g bột nếp, 100g bột gạo. Và bên đây mình có 100g đường, đây là đường bột, nửa muỗng cà phê muối, hương vani sử dụng dạng nước, mình có thể thay bằng dạng bột. Và đây là nước cốt dừa, mình sử dụng là 200ml. Và bên đây mình có thêm là khoảng là 60ml nước lọc nha các bạn. Bên đây mình có cái khuôn để mình tạo hình, cái khuôn này là khuôn bánh nhúng, mình có thể tìm mua. Công thức mình sẽ ghi dưới phần mô tả để cho các bạn tìm xem và tham khảo nha. Rồi đầu tiên là mình sẽ tách 3 quả trứng gà. Thì 3 quả trứng này có trọng lượng là 180g, 60g một quả. Để phần bánh của mình thơm ngon và trứng không có mùi tanh, mình cho vào đây khoảng 1 muỗng cà phê hương vani dạng nước. Nếu mình không có dạng nước thì mình thay bằng dạng bột nha. Rồi mình sẽ quậy đều cái hỗn hợp lên. Tiếp theo là mình cho vào đây là nửa muỗng cà phê muối. Mình sẽ cho từ từ đường bột vào. Nếu các bạn không có đường bột thì mình có thể thay bằng đường cát mà các bạn cho vào máy xay, mình xay nhuyễn ra thì giúp cho đường của mình sẽ nhanh tan hơn. Còn không thì có thể sử dụng đường cát nhuyễn. Rồi mình sẽ trộn cái hỗn hợp này để cho đường được tan nha. Món bánh này rất là dễ làm nha các bạn, không có quá khó. Thì lúc này mình sẽ cho cái phần nước cốt dừa vào là 200ml, mình sử dụng nước cốt dừa hộp. Rồi mình cứ cho vào và từ từ mình sẽ khuấy đều cho nước cốt dừa được hòa quyện. Khi mà cho nước cốt dừa vào xong thì mình sẽ rây cái phần bột vào, lần lượt mình sẽ cho bột mì, bột nếp và bột gạo. Mình rây qua cái rây như vậy giúp cho bột của mình sẽ mịn hơn. Năm nay mình sẽ làm nhiều món bánh cho ngày Tết của gia đình, chứ mình không có làm mứt nhiều nha. Nếu các bạn cũng từng theo dõi video của mình thì cũng biết ha, mình làm bánh tét nè, cũng như là những cái món bánh mà chiên giòn để chuẩn bị ăn Tết. Mình cho bột và mình trộn từ từ như vậy sẽ ngon nha các bạn. Cuối cùng là mình sẽ cho bột gạo vào. Khi cho hết cái hỗn hợp bột vào thì mình sẽ quậy đều lên để cho bột được đều. Rồi lúc này mình sẽ cho vào đây là nước. Nước này là nước lọc nha. Mình cho khoảng là 60ml. Rồi mình cũng sẽ quậy đều lên một lần nữa. Và để giúp cho cái dòng chảy của bột mịn hơn thì mình nên rây qua cái rây nha, để cho những cái bột quấn cục được tan đều. Khi rây qua rây xong, bạn thấy là cái bột của mình lúc này rất là mịn nha. Thì mình sẽ dùng cái màng bọc thực phẩm và để cho bột của mình nghỉ 15 phút. Sau 15 phút bột nghỉ, lúc này mình sẽ đi chiên bánh nha các bạn. Thì mình sẽ gỡ cái màng bọc thực phẩm ra. Rồi mình sẽ quậy bột lên một lần nữa. Vì khi mà bột nghỉ, bột sẽ lắng cái tinh bột ở dưới cái đáy tô đó các bạn. Nên mình sẽ quậy lên một lần nha, giúp cho bột của mình đều hơn. Thì mình sẽ cho một lượng dầu ăn ngập lên cái khuôn nha. Khuôn này thì mình cho vào cái chảo dầu, đợi dầu của mình nóng thiệt là nóng, cũng như là khuôn của mình nóng, thì mình sẽ cho qua cái giấy thấm dầu một xíu nha các bạn. Rồi mình sẽ nhúng vào cái tô bột, thì dầu ăn sẽ không có bị nhiễu vào bột, giúp cho cái bột của mình được bám chặt vào khuôn. Dầu phải nóng thì các bạn để vào cái chảo dầu và giữ yên ở đây khoảng là
10 giây thì mình vẫn giữ yên như vậy nha các bạn. Các bạn đừng có gấp mà dở bánh lên ha. Mình để vậy khi mà bánh của mình á cứng lại thì bánh tự bung ra khỏi khuôn. Cái khuôn này cũng lâu lắm mình không có sử dụng á các bạn, nên những cái đầu hơi bị dính vào khuôn thì mình sẽ dùng đũa nè. Đó, mình nhẹ nhẹ mình đẩy cái bánh của mình xuống nha. Thì lúc này cái khuôn bánh của mình đó các bạn còn nóng nè, thì mình sẽ để qua cái giấy thấm dầu để cho bớt dầu, dầu không có bị nhiễu vào cái thau bột của mình. Và khi nhúng bột thì vừa đủ lên cái thành khuôn thôi nha, đừng có nhúng mà lúc luôn cái khuôn của mình. Rồi tiếp tục mình sẽ cho vào cái chảo dầu, rồi các bạn giữ yên ở đây một xíu. Cái bánh nào vàng thì mình sẽ vớt ra. Thì mới làm vài cái đầu thì không có đẹp nha các bạn, vài cái sau thì bánh của mình sẽ tự bung ra như vậy. Và cái khuôn phải nóng thì mới dính bột lên cái khuôn. Đó, rất là đơn giản ha. Khuôn của mình nóng thì mình cho qua cái giấy thấm dầu, rồi mình cho vào cái thau bột. Đó, các bạn xem nè, khuôn của mình nóng rồi tự bung lên ha, mình không phải dùng đến chiếc đũa để giúp cho bánh của mình bung ra nữa. Và tương tự thì mình sẽ làm cho đến hết cái phần bột này nha. Thì cái phần khuôn này nè các bạn có thể tìm mua khuôn này, gọi là khuôn bánh nhúng. Mình tìm mua ở trên Shopee hoặc là trên siêu thị, không thì cái nơi người ta bán dụng cụ làm bánh đều có nha. Các bạn hỏi tìm mua giúp mình. Có nhiều loại khuôn và đa dạng lắm luôn các bạn, nhiều hình dạng khác nhau nữa chứ không phải là một cái loại hình khuôn này. Rồi tương tự mình sẽ làm y như vậy nha. Bánh thì mình nhúng chỉ có một lần thôi nha. Nếu các bạn thích ăn bánh của mình có cái độ dày hơn thì các bạn nên nhúng bột của mình qua hai lần. Đó, mình có nghĩa là mình nhúng vào như vậy ha. Các bạn thấy cái bánh của mình cứng thì mình sẽ lấy ra và nhúng lại bột thêm một lần nữa, thì bánh của mình sẽ có cái độ dày hơn. Còn với mình thì mình thích ăn mỏng cho giòn tan ngon lắm luôn các bạn, nên mình chỉ nhúng bột một lần nha. Thì cũng tùy theo sở thích của các bạn nha. Bánh vàng thì mình sẽ vớt qua cái rổ thấm dầu hoặc là cho qua cái giấy thấm dầu để cho bánh của mình được khô ráo. Mình đã chiên xong một mâm bánh cho gia đình rồi đó các bạn. Thì với cái lượng bột này do mình nhúng bột có một lần nên không có hao bột nha. Và cái số lượng bánh khoảng là 50 cái thì mình sẽ đợi cho bánh của mình thật là nguội, rồi mình cho vào cái keo, mình đậy nắp kín thì bánh của mình không có lọt hơi gió vào, bánh sẽ giòn và mình để dành mình ăn. Và đây mình có cái khuôn này nè, cái khuôn này là cái khuôn nhỏ đó các bạn. Khuôn này có rất là nhiều mẫu mã khác nhau, mình có thể tìm mua theo cái hình dạng và cái kiểu mà mình thích nha các bạn. Đó, bánh lúc này rất là giòn luôn. Thì mình mời các bạn cùng thưởng thức món bánh này với mình. Mình mời các bạn nha. Còn nha các bạn, bánh ăn rất là giòn tan ở trong miệng luôn. Và có cái vị ngọt rất là vừa ăn, không có quá ngọt. Cái vị béo từ nước cốt dừa và đặc biệt rất là thơm. Vào ngày Tết mình có thể làm món bánh này để mời khách uống trà rất là ngon nè các bạn. Mình chia sẻ, nếu các bạn yêu thích thì cùng mình làm. Còn video của mình đến đây cũng tạm dừng nha. Chúc cho các bạn thành công và ăn ngon miệng. Còn bây giờ mình xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Và các bạn xem thấy hay thì cũng đừng quên đăng ký kênh, bấm chuông để tiếp tục theo dõi mình. Mình chân thành cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc cho các bạn và gia đình sức khỏe, thành công và hạnh phúc.